Kính thưa vị, Giáo hoàng Francis chỉ định Ủy ban Cố vấn tin từ Vatican. Ngày hôm nay, Giáo hoàng Francis đã có một quyết định đầu tiên thành lập một ban cố vấn gồm nhiều vị hồng y trên toàn thế giới để giúp cai quản giáo hội Công giáo, cải cách cơ cấu quản trị trung ương. 8 vị hồng y sẽ giúp ngài cải đổi cơ cấu cai quản phải chịu trách nhiệm với nhiều vụ sai lầm và những vụ tai tiếng xảy ra trong thời gian 8 năm vừa qua. Phóng viên Edward Pantin của tờ Catholic Herald cho biết, quyết định này cho thấy giáo hoàng rất nghiêm túc quan tâm tới vấn đề cai quản của giáo hội. Ngài sẽ không chỉ tham khảo với những người ở Ý, ở Âu Châu mà cả trên toàn thế giới. Ngài đã chọn 8 vị hồng y từ 5 lục địa cho thấy ngài rất nghiêm túc trong việc này. 8 hồng y gồm có người Ý, Chile, Ấn Độ, Đức, Cộng hòa Dân chủ Congo, Hoa Kỳ, Úc và nước Honduras. Giáo hoàng Benedict thứ 16 đã để lại một bản phúc trình mật về những vấn đề của chính phủ Vatican sau khi nhiều tài liệu mật bị người giúp việc đánh cắp tiết lộ cho báo chí và được gọi là vụ Vatileaks. Hồng y ngoại trưởng Tarcisio Baton của giáo hoàng Benedict đã bị chỉ trích đã không giúp cai quản tốt giáo hội Công giáo có 1.2 tỷ tín đồ trên thế giới. Hồng y Giuseppe Bertolo là một trong 8 nhân vật trong ban cố vấn sẽ được đưa lên thay thế cho hồng y Baton, trở thành nhân vật thứ nhì ở Vatican. Ngoài hồng y Bartolo, những vị hồng y khác trong ban cố vấn gồm có các hồng y là Francisco Xavier, Erazuriz Ossa, Oswald Gracias, Reinhold Marx, Lawrence Passinja, St. Patrick, George Pell và Oscar Andres Rodriguez Maradiga, thưa quý vị.